Chào đón quý vị đến với chuyên mục du lịch. Thưa quý vị, Bình Định là quê hương của vị anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ, đã lưu vào sử sách với những chiến công hết sức hiển hách như trận đánh Ngọc Hồi Đồng Đa đã phá tan 29 vạn quân Thanh. Nhưng mà đối với Thái, khi mà đến với Bình Định thì chúng ta sẽ ấn tượng điều gì nhất nào? Như Hạnh đã nói rồi đó, khi mà đến Bình Định phải về trường các cô, bởi vì ai về Bình Định mà coi con gái Bình Định múa thôi đi quyền. Nó đùa thôi chứ người Bình Định không những chỉ giỏi về khoảng giỏi võ nè, mà còn nghệ thuật ẩm thực rất là điệu nghệ nữa. Hạnh à, bây giờ là mùa cưới phải không nào? Vậy thì chúng ta sẽ cùng về đất võ Bình Định để tìm hiểu về một món ăn rất quen thuộc trong các đám cưới hỏi. Xin chào các bạn, chuyên mục du lịch xứ sông mới đang ở Bình Định và hôm nay Ngọc Tiên sẽ khám phá món ngon ở trong vùng. Nhưng mà trước tiên thì sẽ hỏi người dân địa phương ở đây, món nào là món đặc sản cái đã? Chào chị, ở buổi sáng ở đây thì mọi người thường ăn món gì hả chị? Người dân Quy Nhơn ở đây buổi sáng thường ăn bún cá, bánh hỏi. Vậy chị thích món nào trong mấy món đó? Em thích bánh hỏi thịt luộc. Ở đâu là bán ngon nhất món bánh hỏi thịt luộc vậy hả chị? Ở đường thường tập trung ở đường Lê Hồng Phong, đường Trần Phú, đường Nguyễn Chánh. Chào anh dạ. Anh ơi, mỗi buổi sáng người dân đây thường ăn món gì ha? Thì người dân ở đây thì rất là nhiều món ăn sáng, nhưng mà riêng mình thì thường đưa gia đình và các con đi ăn sáng là món bánh hỏi thịt luộc. Mà sao mình lại hay ăn món này ạ? Thì cái đó là riêng cái bản thân mình và gia đình thì rất là một chút gì đó phụ thuộc về địa phương hay là sao đó mình cũng không thể nói được, nhưng mà cái đó là khẩu vị của gia đình mình. Theo người dân địa phương thì ở đây có món bánh hỏi thịt heo rất là đặc biệt. Không những vậy, Ngọc Tiên còn biết thêm là món bánh hỏi là một món không thể thiếu ở Bình Định khi mà đám hỏi hay cúng giỗ hay là lễ lạc, và có thể coi đó là một món ăn truyền thống của các địa phương ở trong tỉnh. Nào, bây giờ thì hãy cùng với Ngọc Tiên, chúng ta sẽ đi thưởng thức món bánh hỏi nổi tiếng ở đây nhé. Chị cho em một dĩa bánh hỏi thịt heo. Chị ơi, cho em hỏi chút xíu vậy. Không biết là bánh hỏi của mình là đặt mua ở đâu hả chị? Đây là chị đặt ở trên chỗ Nông Dân ở Phú Tài. Ở xa vậy hả chị? Dạ. Mà không biết là khi mà mình đặt mua về rồi mình có sơ chế gì lại không? Mình đặt về rồi là mình thánh dầu, tha dầu vậy hệ mình bởi. Bởi vì nhìn hấp dẫn vậy đây nè. Vậy còn thịt heo thì mình chế biến sao hả chị? Thịt heo thì lòng thì mình mua mình lựa, mình chọn lòng tươi ngon. Dạ. Và mình luộc 30 phút. Vậy ngoài sôi lên. Dạ. Nó sôi lên 30 phút. Vậy ngoài thịt heo luộc vậy đó thì mình có ăn bánh hỏi kèm với những cái món thịt nào khác? Đó, bánh đây là ăn kèm như bánh hỏi, lòng heo các loại đủ thứ như lại thịt heo quay nữa. Ngọc Tiên thấy là thường là những cái món ăn Việt Nam á, người ta rất là quan trọng về món chấm. Vậy không biết là món chấm của mình ở đây thì pha chế sao hả? Món chấm ở đây thì chị mua là nước mắm ngon nguyên chất vậy đó, rồi ớt tỏi với chanh đường. Thông thường thì người Bình Định á, ăn món bánh hỏi này khi nào hả chị? Người Bình Định mình là thông thường là ăn là 7 giờ. 7 giờ, 7 giờ sáng? 7 giờ sáng dạ. Ăn đi làm. Dạ. Thì món này cũng dễ ăn mà cũng ngon. Dạ. Ngọt ngọt thanh thanh của bánh hỏi, rồi có cái mùi thơm của hẹ nữa, rồi thêm cái sự đậm đà của nước chấm nữa, thì thấy hình như là có cái vị ngọt ở trong đó rất là nhiều của bánh hỏi thịt heo, rất là ngon dạ. Em cảm ơn chị rất nhiều dạ. Chúc em ăn ngon, lần sau ghé với Nhơn tới quán. Dạ chắc chắn rồi dạ. Em cảm ơn chị.
thiệu với các bạn một quán bánh hỏi nổi tiếng ở trên đường Nguyễn Chánh, thành phố Quy Nhơn. Và nếu như muốn ăn thêm món này nữa thì các bạn cũng có thể chọn lựa đến với những quán khác ở thị trấn Phù Mỹ. Có rất nhiều món và chúng ta có thể chọn lựa như là món bánh hỏi thịt nướng, bánh hỏi chả giò hay là bánh hỏi bò lụi. Nhưng mà Ngọc Tiên thì lại tò mò về những cái bánh hỏi, những cái tấm bánh hỏi vuông xinh xinh như thế này. Nên bây giờ thì Ngọc Tiên sẽ ghé thăm lò bánh hỏi để tìm hiểu xem sao. Ở Bình Định, các vùng quê chuyên làm bánh hỏi như là Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước, và một ngày có thể tiêu thụ đến hàng trăm cái bánh hỏi. Nhưng nhiều nhất ở thành phố Quy Nhơn, bởi vì vậy mà nơi này có hàng chục lò bánh hỏi. Bánh hỏi làm bằng bột gạo mà phải là gạo từ mùa trước mới ngon. Sau một đêm ngâm cho mềm, gạo được đem xay thành bột. Người làm bánh sẽ nhồi bột thành những vặn lớn, sau đó cho vào khuôn nhôm hình trụ, đáy có đục nhiều lỗ nhỏ. Khi ép, bột sẽ thay lỗ đổ ra thành sợi bánh. Người bắt bánh sẽ trải đều sợi bánh trên những tấm vỉ nang tre hình chữ nhật, rồi đem hấp chín. Bánh mà mềm và mịn cũng như là những cái sợi bánh không có bị dính chụm vào nhau như thế này thì phải qua cái công đoạn nhào bột thật là kỹ, và bên cạnh đó là khâu bắt từng thép á ở trên vỉ tre cũng phải nhanh và khéo. Các bạn thấy như thế nào, rất là ngon đúng không nào? Và bánh hỏi thì có thể ăn kèm chung với một loại đặc sản, đó chính là nem chợ huyện. Là nem cũng ở gần đây thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng qua tham quan và nhân tiện mua về làm quà luôn nhé. Huyện của Bình Định nổi tiếng đã hơn trăm năm nay, gốc ở làng Vinh Thành, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, cách thành phố Quy Nhơn 15 km về phía tây bắc. Có hai loại nem, nem tươi và nem chua. Nem tươi là nem nướng ăn ngay, còn nem chua thì để được lâu. Những chiếc nem chua nho nhỏ, xinh xinh, vuông vắn, được gói bằng lá chuối chắc xanh. Miếng nem bên trong được gói bằng lá vuông hoặc lá ổi để hút ẩm. Sau khi gói 3 ngày là có thể đem ra dùng. Nếu như để chín đủ thời gian thì nem chợ huyện mềm mà không có bị bở, và lại không ngọt như là nem Lai Vung Đồng Tháp, mà cũng không có bị quá dai như là nem An Phụ Huế. Cho nên nếu như các bạn mà có dịp ghé Bình Định thì Ngọc Tiên khuyên là nên mua nem về làm quà, bảo đảm vừa ngon mà lại vừa rẻ. Chà, bánh hỏi đã ngon rồi mà kèm thêm nem chợ huyện nữa thì hấp dẫn quá Thái ạ. Quả thật là hai món của Bình Định đặc sản rất là níu chân du khách.